viện trưởng viện kinh doanh quản trị kinh doanh đại học kinh tế quốc dân. Kính thưa tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, giám đốc chương trình MBA Anatron tại Việt Nam. Kính thưa ông Lê Văn Hương, ủy viên hội đồng quản trị, trưởng ban nhân sự tư tưởng tập đoàn Phượng Việt Nam. Kính thưa ông Chí Việt, trưởng ban nhân sự tập đoàn Phượng Nam. Thưa toàn thể thầy cô giáo cùng toàn thể anh chị tham dự buổi khai giảng khóa đào tạo thạc sĩ cán bộ quản trị kinh doanh Anatron MBA năm 2020. Trước tiên thay mặt cho tập thể 34 học viên tham dự khóa đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh Anatron MBA năm 2020 của tập đoàn Phượng Việt Nam, tôi xin gửi tới lời cảm ơn trân trọng nhất tới ban lãnh đạo và toàn thể Việt Nam, đại diện đại học Anatron tại Việt Nam và trở thành viên nhân dân đã lựa chọn và trao cho chúng tôi một cơ hội lớn, một vinh dự lớn được ghi danh và có mặt trong buổi khai mạc ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, các thầy cô giáo, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng xã hội ngày càng đổi mới, phát triển hội nhập sâu rộng, yêu cầu về trí thức, năng lực làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, phẩm chất con người ngày càng cao hơn, toàn diện hơn. Điều này đã tạo ra áp lực và thách thức nói chung, đặc biệt nói riêng đối với lực lượng cán bộ trẻ, cán bộ quản lý và cán bộ thực hiện quy hoạch của tập đoàn Phượng Việt Nam và các đơn vị thành viên. Chúng tôi tin tưởng rằng với uy tín, kinh nghiệm và năng lực của Đại học Anatron tại Việt Nam, Đại học Anatron Hoa Kỳ, Đại học Kinh tế Quốc dân, khóa đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh Anatron MBA sẽ giúp chúng tôi trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng, năng lực tư duy, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp và đặc biệt là trình độ ngoại ngữ. Đây là những hành trang hết sức quan trọng giúp chúng tôi thích nghi, hội nhập, phát triển và giúp cho chúng tôi có điều kiện được đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn cho tập đoàn Phượng Việt Nam cũng như các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống. Thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các thầy cô giáo, chúng tôi đặc biệt cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức hoạt động đào và bố trí chương trình thời gian đào tạo hết sức phù hợp và thuận lợi giúp chúng tôi vừa có thể hoàn thiện với công việc tại đơn vị, vừa có thể tham gia đầy đủ các môn học của chương trình. Tuy nhiên, quá trình đào tạo diễn ra trong một thời gian dài và chắc rằng tập thể học viên chỉ có tránh khỏi thiếu sót, khuyết điểm. Vì thế, toàn thể học viên có đào tạo kính mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện nhiều nhất từ phía trường đại học Anatron, trường đại học Kinh tế Quốc dân và tập đoàn Phượng Việt Nam. Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để có thể hoàn thành và đạt kết quả tốt hơn, tốt khi kết thúc khóa đào tạo, đồng thời sẽ tổ chức công việc tại cơ quan đơn vị một cách khoa học, hợp lý, không làm gián đoạn và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Cuối cùng, xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chúc các anh chị tân sinh viên hoạt động